Cái việc sượng cơm sượng nước thì nó mất cân bằng giữa ba nguyên tố đó là canxi, magie và kali. Thế cô dì chú bác để ý cho em Khánh, nên giai đoạn 90 ngày 80 ngày các bác phải ép đúng quy trình để làm sao cho nó ổn, cơm nó ngon, đỡ bị sượng. Sượng nước thì mình có thể khắc phục được ngay lập tức, nhưng mà cái việc sượng cơm là rất là khó và cần thời gian hơn, vì nó mất cái hiện tượng mà chết cơm là quá là nguy hiểm rồi. Cô dì chú bác để ý dùng em Khánh, nhớ phải bỏ chung vi lượng, hoặc giai đoạn này là cái giai đoạn cuối thì các bác bổ sung khoáng dùng em Khánh, được không ạ? Hoặc là bổ sung cái thằng Donomai ấy. Donomai là một trong những cái sản phẩm mà chìa khóa cho cái việc nấm. Nấm là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là lên cơm bột ngọt, bột vàng, là cái thằng Donomai. Vì thực chất là nó, cái thằng Donomai của ông Khánh thì nó có cái thằng canxi, canxi chiếm tới 40%, và bên cạnh đấy thì nó có magie đến 18%. Đó là hai trong những thành phần quan trọng mà chủ yếu gây nên cái việc sượng cơm sượng nước. Và đặc biệt canxi ở đây đó là CaCO3. Khi mà bón chung với đất, bón chung với đất thì câu chuyện ở đây đó là tăng độ pH nha, tăng độ pH. Bao nhiêu ông số các bác ở đây mà biết được pH nhà mình bao nhiêu thì comment không dùng Khánh nào. Cơm lên vàng đẹp ngọt thanh, đúng không? Nó ngọt rất là thanh, nó vị rất là ok, đúng không ạ? Có phải các bác vào ở thương lái người ta khen cơm đó, khen cơm đó, cơm như thế mà còn không cắt được thì các bác mà giai đoạn này là rất là kinh khủng, đúng không ạ? Nhiều nhà vườn đấy các bác để ý trên tất cả các mạng xã hội hoặc là rất là nhiều thương lái, người ta không phải là người ta không muốn cắt đâu, nhưng mà cắt cắt giá về nhập một giá mà giá lại bằng nửa cái giá đi cắt thì không ai dám cắt cả, thật sự như vậy. Nên cái việc cô gì cho bác trong giai đoạn này các bác phải để ý dùng cái việc cơm cháo, cơm mình làm nó phải ngon, phải chất lượng và phải đạt yêu cầu thì thương lái người ta cắt, người ta cũng tự tin. Và đặc biệt ở giai đoạn này thì cái việc ship về hàm lượng và cơm cháo ở các cửa khẩu rất là nguy hiểm rồi, thì các bác phải để ý lại dùng em Khánh nhá, để ý lại dùng em Khánh để làm sao cơm nó phải ngon, đúng không? Người ta bỏ 500 một triệu, nhưng mà Trung Quốc nó bỏ cả triệu bạc nó ăn quả trái sầu riêng, nó phải cơm nó phải ngon. Chứ bây giờ nó sượng cơm sượng nước ăn không ra gì thì khi đó người ta sẽ làm cái câu chuyện đó là khắt khe lại rất là nhiều, đúng không?